Hiện tại thì Quang đang có mặt tại đứng trên tượng Di Lặc. Hôm nay thì Quang đang được ngồi trong rốn của ngài Di Lặc Vương Phật. Nghe nói là khi mà ngồi ở đây á thì cũng có một phần nhỏ về phước báo. Em nói là em một ngày đó em sẽ lên được trên đây và cuối cùng nay lên được rồi nè. Đi về núi Cấm rất là nhiều lần và mỗi lần như thế á, Quang đều có cảm xúc rất là đặc biệt. Và đây giống như ngôi nhà của mình vậy đó. Quang hay giỡn với bạn bè của mình là núi Cấm á, là nơi sinh ra người đi tìm huyền bí. Và hôm nay á, cũng là một ngày rất là đặc biệt luôn khi cùng sư phụ Thụy Lam, cũng là nhà điêu khắc, là bàn tay vàng của nhiều pho tượng kỷ lục, trong đó có tượng Di Lặc trên núi Cấm này. Và 20 năm về trước á, sư phụ là người đã vẽ nên cái nụ cười của Phật Di Lặc trên núi Cấm và ngay trên cái mảnh đất linh thiêng của Thác Sơn. Và các bạn biết không, 5 năm trước khi về núi Cấm á, thì không ai biết cái thằng Quang Châu là ai. Thì nó lên ngay cái bức tượng này và nguyện rằng con mong á, được một ngày đi vào trong bụng của Phật Di Lặc và leo lên rốn của ngài để chụp ảnh. Và hôm nay thì Quang đã thực hiện được cái ước mơ cũng như cái nguyện vọng. Tuy nhỏ thôi nhưng đó cũng là một thanh xuân tuyệt đẹp của Quang. Mà chia sẻ nhiều quá thôi thì chúng ta cùng nhau đi chung cái hành trình này nha. Bữa nay bầu trời đẹp quá sư phụ, trên nóc giống như có hồng rồng vậy hả sư phụ? Hay ha. Có bàn đón tiếp sư phụ lên kìa. Ngồi nước uống trà đạo đồ. Lần đầu tiên về miền Tây đúng không? Cảm giác thế nào? Thì rất là không biết thế nào, tại cái này nó không xe, nó không nhìn được. Không nhìn được cảnh bắc miền Tây hả? Ừ. Tí xíu nhìn. Đó, nhìn cô gái Hà Nội không? Cô gái miền Bắc không? Chân chạy sọc nè. Không có đủ nè. Đây, cô gái Hà Nội chưa bao giờ uống nước thốt lốt. Bây giờ cô gái ấy đang cột tóc và đi xuống mua nước thốt lốt. Ba ly chị. Đây là bạn từ Hà Nội đi chụp thăm vô đây. Và sau đó thì đi bộ từ Sài Gòn về đây. Mình tắt nè. Tâm mà đó giờ uống thốt lốt cho em. Đúng rồi, cũng quay rồi. Lép vào đây vô uống cho cưng. Dạ. Thốt nốt là dừa non. Cái dừa là khác, thốt nốt là khác. Dừa nước là khác nữa. Nó chả thốt đó, chả thốt nốt. Đâu giờ nói tử có ạ, kiểu tiếng miền Tây coi. Nói như nào? Có ạ. Chị thấy con gái miền Bắc nói chuyện sao chị? Ngon không? Ngon đó. Ngon. Chêu rồi đó. Chêu người ta. Bởi sao nó ngọt đấy. Trái thốt lốt là cái vị đó, vị gì á. Chuyến này đi có bằng clip, Quang sẽ chọc bằng clip từ màn đầu tới màn cuối nghe cả nhà. Bánh bèo là phải vậy. Lên xe. Đâu chỉ cái cây nào lạ. Hết rồi hả? Ừ. Mấy cái cây nó lạ lạ. Lạ là sao nè? Lạ là nó lạ lạ. Lạ là không giống cái bình thường đúng không? Lạ là nó đúng. Lạ là sao nè? Bây giờ nói giọng miền Tây rồi cô gái. Không treo nữa. Không chịu nữa. Mệt thế nhỉ? Mệt đấy nha. Bây giờ nói là không chịu nữa. Không chịu nữa. Nói coi. Không chịu nữa chứ mới là reo nha. Không chịu nữa. Nói với chủ. Không treo nữa. Nơi cũng trong miền Bắc à Tâm ơi. Bây giờ thường thường là xe mình là vô đây á là phải có sót vé và không đi lên được.
Bây giờ mình có một cái kim bài miễn tử, giờ mình lấy kim bài miễn tử lên ha. Tiếp cầm giùm cái này đi, để cho anh em mình vô nè, để cho Quang giải quyết. Còn vô không được là mang một nha. Nghe nè. Phải phiêu quá. Phải phiêu quá. Nãy mới chạy ra đó. Anh ơi, em đi được mời lên bữa ngày mai dư lễ á. Dạ, cảm ơn anh. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đây, cuối cùng cái bài vừa miễn của Quang đã thành công. Còn một chốt nữa đó. Ok, YouTuber Quang Châu đã đi chính thức, đi bằng xe của cá nhân để lên núi Cấm. Và đây là một điều rất là vui, rất là hãnh diện. Đúng rồi anh em. Lạ lên đi. Lạ dùm cái đi. Nước không nổi. Lạ lạ cái vui 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 mày. Vui 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 vui. Cảm ơn cả nhà. Nè, bà Phan mới hiểu là ngày xưa 5 năm trước đi lên núi Cấm không ai biết Quang Châu là ai. Bây giờ là Đạt đã được mời, là YouTuber Quang Châu được mời về đây. Ừ. Bạn phải vui vì người bạn của bạn chứ đúng không? Đây, đâu rồi. Vui đâu cười nữa rồi. Đây. Em được mời lên dự lễ nè. Dạ ok. Dạ. Dạ cảm ơn. Rồi cái vé được viện tử nghe, đi xe hơi lên nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chú hạnh phúc quá. Quá hạnh phúc luôn. Yeah. Đi xe hơi cá nhân lên. Hai chốt đã thông. Thành 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 thành. Đúng rồi. Đây anh em mình chiêu liền. Bắt nhạc lên em ơi. Đi chơi vô ngoài dưới. Em biết anh đang về ngôi nhà của anh mà. Ngôi nhà Quang Châu, nơi sinh ra người đi tìm huyền bí. Ủa tại sao nó sinh ra ở đây? Tại vì anh là người bước chân lên núi Cấm đầu tiên. Và cái tên người đi tìm huyền bí cũng từ nơi đây. Và rất là nhiều người biết anh nhờ. Ý là, nhưng mà ý là anh đi lên núi Cấm là anh mới bắt đầu quay. Có người đi tìm huyền bí. Lại đi lên đây xong rồi suy nghĩ là mới đi làm cái nghề YouTube này. Tức là trước khi lên đây anh không nghĩ là lấy cái tên người tìm huyền bí. Sau khi lên đây anh đọc cái cuốn là Thất Sơn Màu Nhiệm để đi tìm hành trình anh, và anh thấy là đây là cái sự rất là đặc biệt trong hành trình đời anh á, cho nên anh đi tìm. Và cuối cùng anh đã chinh phục được. Tới nơi cả nhà ơi, tượng Di Lặc hay gọi là Di Lạc, đây là hồ Thủy Liêm. Và ngày thứ hai Quang sẽ dự lễ cùng ngài Thủy Lam, là một nghệ nhân xây cái bức tượng Di Lặc này. Cho tới ngày hôm nay là 10 năm giữ kỷ lục châu Á, tức là một bức tượng Di Lặc lớn nhất đó. À, đây là chợ mây của người đồng bào ha. Quậy vô không? Bây giờ em đi vòng cho bạn clip xem luôn đi, rồi đi tiếp. Đi được không ta, chạy được không ta? Chắc được mà hả? Được tới ngày kia. Ok, đi đi. Trời này sáng nó bán cũng nhiều đồ. Sao lên đây mà cái nhặt nhăn thế nhỉ? Nắng hả? Thấy sao, thấy tượng to không? To cỡ như thế nào? Ok. Bây giờ đã bước lên núi Cấm bao nhiêu năm tháng, đã muốn về núi Cấm thì hôm nay về thì cảm giác như thế nào? Chúng ta đang đứng trên đỉnh của núi Cấm nè. Em biết cảm thấy bình an, hoan hỉ. Bình an, hoan hỉ vậy thôi. Ôi giời. Ngày xưa khi mà Quân đi ở đây là nó không có những cái bậc thang như thế này đâu. Hôm nay thì Quân thấy rất là ấn tượng khi mà tại nơi đây lại làm cái bậc thang lớn như thế này để hướng về ngày Di Lặc. Ngày xưa nhớ là cặp hai bên đây nè, là người ta bán bánh xèo rất là nhiều. Bây giờ thay đổi đúng không? Không biết là lâu rồi, không biết cô chú có đi lên núi Cấm lên tới trên đây hay không, nhưng mà giờ thay đổi khá là nhiều rồi nè.
Hôm nay thì Quang thấy có một số mấy anh đang trèo lên bức tượng của ngài Di Lặc đang quét dọn nè, để bắt đầu cái gọi là cái ngày lễ kỷ niệm rất là quan trọng, đó là ngày kỷ niệm 20 năm. Quá đẹp luôn. Thật sự cái chuyến này Quang về cũng rất là bất ngờ. Ngài Thi Lam á đưa cái thiệp mời, rồi cái Quang sắp xếp công việc Quang chạy lên đây luôn. Thì Vinh á là cháu của Quang đi theo thì nó bận công việc, nó không đi được luôn. Cho nên Quang rủ một số người bạn của Quang, một người bạn ở Hà Nội xuống, rồi một số người bạn nữa. Thì Quang thấy rất là vui khi cái chuyến hành trình này nó bất ngờ, nhưng nó cho Quang rất là nhiều cái cảm xúc, giống như được trở về vậy đó. Thì bây giờ thì cái không gian, không khí nó cũng khoảng 23 độ, rất là mát mẻ. Rồi nắng cũng dịu dịu, và hôm nay thì là một ngày Quang nghĩ là cũng khá là thú vị. Tuy đi xe xa nhưng mà cho Quang rất là nhiều cái cảm hứng cho cái hành trình trong cái chuyến đi mà về thăm ngài Di Lặc kỷ niệm 20 năm ngày xây bức tượng của ông, mà lại đi chung với cái nghệ nhân xây dựng cái bức tượng này nữa thì quá tuyệt vời luôn, đúng không? Nơi đây giống như Quang từng nói là người đi tìm huyền bí sinh ra tại đây, và cũng chính nơi đây Quang đã đi rất là xa, đi tới Ấn Độ và Quang đã quay về. Thì thanh thang như thế này thôi, đang đi vòng vòng Hồ Thủy Liêm. Tối đêm nay Quang nghĩ hội ngộ cùng sư phụ Thị Lam, rồi được chia sẻ rất là nhiều câu chuyện về cái bức tượng ngày Di Lặc. Quang chắc có lẽ là Quang không nói được quá nhiều nữa, tại vì cảm xúc nó cứ lẫn lộn á, giữa cái hành trình đi rất là xa rồi lại trở về, lại có sự thay đổi rất là nhiệm màu á. Bản thân Quang cũng là cái người đến đây với góc nhìn là một người không biết gì về đạo, bước lên núi Cấm và đi thật xa của Thất Sơn, ngôi nhà của chính Quang. Thì Quang bây giờ Quang thấy mình thay đổi rất là nhiều. Có lẽ là những người xem kênh Quang cũng giống như vậy, phát triển ở cái tâm thức mình á. Cảm ơn các chư vị, cảm ơn các thổ thần thổ địa, cảm ơn các chư vị năm non bảy núi, và cảm ơn các vị hộ pháp, các vị tổ thầy đã giúp đỡ con trên hành trình mà con đi tới ngày hôm nay. Và hôm nay con đi một mình như thế này, con làm một thức phim rất là raw như thế này, tức là mộc mạc, không có micro, và nói chuyện đơn thuần như thế này. Mong là sẽ có những cái câu chuyện được vang lên hay hơn, tỉ tê hơn, nhẹ nhàng hơn và tràn đầy những ý nghĩa hơn nữa tại núi Cấm. Sư phụ, sau 20 năm mà xây cái bức tượng Di Lặc này, cảm nghĩ sư phụ hôm nay là sắp tới lễ gọi là mừng 20 năm xây bức tượng Di Lặc trên núi Cấm, mà sư phụ có cảm nghĩ gì? Đấy, không nghĩ gì hết. Vô không sư phụ? Trung tính, không vui, không buồn. Mà con thấy 20 năm mà tồn tại tới ngày hôm nay là đã có 10 năm mà đạt kỷ luật, bây giờ nó cũng hạnh phúc đó sư phụ ha. Đạo dâm nói sao biết đi. Đâu biết, báo chí nó biết tội quá trời. Đưa lên quá trời. Ừ. Báo chí đưa lên quá trời. Thì bây giờ số 1 của Việt Nam mới là tội dung quá trời. Nguy hiểm quá, bây giờ bia người ta bắn. Đây nè, sư phụ tôi nè, ngài Thị Lam nè, xây bức tượng Di Lặc nè. Lúc nào cũng cầm điếu thuốc hết trơn, với cái nón. Phong cách hết sư phụ. Cái kiểu nó gì à? Này mặc bi gọi là gì? Pijama. Đó. Thấy sư phụ đẹp lắm không? Nhìn phong cách nghệ nhân mà. Đúng nghĩa điều khắc gia. Đúng nghĩa điều khắc gia. Gia với siêu. Siêu quá. Hàng giấy vỡ. Hàng giấy vỡ. Sư phụ hồi đó con nghe nói là sư phụ phải trước khi mà xây cái này là phải ăn chay hay sư phụ, hay là như thế nào, đúng không sư phụ? Chay tịnh. Chay tịnh. Dạ. Bao nhiêu lâu sư phụ, một tháng không sư phụ? Không có. Đây cái mặt. Mấy đứa đệ tử sợ chết nó bỏ gì. À. Thứ hai nữa là ăn mì gói muôn năm. À. Mà tại vì đi
đi xuống quán người ta không lấy tiền, đi xuống ăn ai tao dành ra tiền, mình kinh mình kỳ quá, mình ngại cho nên mình ăn mì gói. Nhưng mà xưa xưa ngủ ở đâu lúc đó còn thấy còn hoang sơ lắm á, được tìm cốc là cái cốc nhỏ ở đây cái trời giờ cởi cởi cốc rồi thì xong mới rắn riết nó bò vô quá cái nông quản ta xây tường cho lên rồi. Mà sau đó cái gương mặt của ngài Di Lặc tới giờ con nhìn nó rất là đặc biệt, sư phụ rất tức là luôn có hai cái nấm đồng tiền này cười đẹp quá trời luôn. Nhưng mà mình lên trên cái miệng của ngài được không? Được. Mai đi hay là bữa nào đi? Cậu ta chưa làm nè. Nhưng mà lên rúng được thôi, không lên miệng được. Lên được, nếu mà lên thở có dàn giáo lên sân nó leo lên được. Dạ. Yeah. Thở nó lên được chứ mình leo lên đâu có đường lên. Dạ. Đây đúng cho nó lên tới cái rúng là được. Cái rúng là được, dạ. Mà con mắt lên được không sư phụ? Không. Lên cái miệng thôi. Con mắt đó là cái tròng mắt của cái ông bà đó, của ông Di Lặc á. Dạ. Là cái nắp đèn sơ. Nắp đèn sơ. Cái nắp, dạ. Cái kính của cái sơ của mắt thủy tinh. Dạ. Nhưng mà cái có răng nó bằng cái bàn. Cái răng bự vậy không ha? Ừ. Nhưng mà ngày xưa sư phụ xây cái tượng Di Lặc như thế này nè, là bao nhiêu tính đó, cái khối đá, khối đất là bao nhiêu sư phụ? Chẳng có biết, mình đâu có biết, không cần tiền, không cần cái gì không bây giờ. Để tự nhiên. Dạ. Yeah. Gọi là bàn tay vàng xây nên nụ cười của các tượng Phật là đây. Đưa báo chí được quá trời luôn ha. Quá trời quá đất hả? Sư phụ có một câu nói rất là hay là ta còn không có gì của ta, cho nên sư phụ nó là xây rất là nhiều bức tượng lớn của nước Việt Nam mình, nhưng mà sư phụ không muốn nhận đó là của sư phụ, tức là cải nó cái nó xây thôi chứ sư phụ không có muốn coi đó là của sư phụ. Không có cái người chủ đầu tư, không có ông chùa, không có người này người đâu, là đâu có người của mình. Có cây cột không đưa cái nhà, không có ngói thì trong cất nhà không có ngói thì sao mình lại sao ở đây. Ông già Mizama à, đây nè, ông tổng biên tập của cái báo Giác Ngộ, tổng biên tập của báo Giác Ngộ nè, bạn clip bạn xem đi. Viết mấy chính xác, còn mấy bài nhà báo viết cùng luôn. Nhưng mà Quang Châu là làm chính xác nha. Quang Châu hôm trước là làm đề tài là đúng không? Quang Châu chính xác nha. Quang Châu không có siêu dệt nha. À. Đây. Phật Di Lặc núi Cấm An Giang cao 33.6m. Đó. Những nhà yêu nước nè, đó đang ngồi đọc báo buổi tối. Dường như nghệ nhân nào cũng ấp ủ một tác phẩm để đời, còn ông đã ấp ủ tác phẩm nào để lại cho đời? Tôi không có gì cả thì lấy gì mà để lại? Đó. Tôi làm có vô ngã. Vô ngã. Có gì của mình không? Cái đang là hả sư phụ? Nè, lúc trước là sư phụ còn trẻ nha, 20 năm trước nha. Bây giờ là sư phụ tính nha, sư phụ bây giờ là tà 7 mấy gần 80 đúng không sư phụ? 2 tháng nữa là 80. Sư phụ. Đi kêu lớn. Dạ đang sắp xe. Sắp xe. Nhiều. Đây, sư phụ tôi người xây Phật Di Lặc. Đi sư phụ. Đi. Chứ nhiều lắm. Hoàng ơi, lên. Anh Thanh ơi. Kêu Hoàng lên. Đây là chúng ta dắt tác giả của bức tượng người gọi là khai quốc công thần. Đó sư phụ. Lên thắp nhang. Vô trong bụng luôn. Vô bụng lên chảnh luôn. Dạ.
Sư phụ Thị Lam ký nè, kỷ lục gia xây những bức tượng gọi là lớn nhất của nước Việt Nam luôn. Tháng 8 nè sư phụ, 2023. Rồi, cảm ơn sư phụ. Đây, hồi đó giờ chúng ta lên núi Cấm, chúng ta thấy gọi là ngày Di Lặc rất là to đúng không, mà không biết ai xây dựng đúng không? Đây, sư phụ. Cảm ơn sư phụ nhiều. Dạ. Đây, ông anh là coi clip của Quang Châu riêng luôn rồi. Chuyến này là có duyên gặp lại là quay luôn, đi với sư phụ là quay luôn. Duyên lắm mấy ơi, dạ. Gặp lại Quang. Dạ, cảm ơn anh. Phước, Phước. Đây con, đây con. Dạ anh ơi, được mẹ. Dạ cảm ơn anh. Quay nữa không? Bữa nay đây là ngồi kế sư phụ tôi. Nay lên cảm xúc sao sư phụ? Ừ, cảm xúc. Vui, gặp ổng là vui. Gặp ổng là vui hả? Ổng cười với sư phụ quá trời luôn. Ơi, lên, rồi, đi lên. Lên chú ha. Lên. Dạ rồi. Anh ơi. Lên chưa? Đây. Kỷ niệm 20 năm xây dựng tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, 10 năm đạt cái luật châu Á. Trời ơi, hạnh phúc quá. Ồ, ở trong đây ngày xưa không có gì đâu ha. Mới làm lại nè. Đúng rồi, chưa. Mới đi với chùa đây tháng gì với chùa bụng. Trong khi đi Đà Nẵng. Là 1 tháng là lịch đó này chưa? Đúng rồi. Chưa. Cái này còn thô sơ lắm. Rồi giờ chúng ta là khám phá dịch nóng mới được nha, đây sư phụ thấy đèn đúng không? Đúng rồi, sáng cho sư phụ đi. Dắt mấy anh em ở dưới lên nha. Dưới chỗ thầy bác Tri Lam lên. Đây đoàn mình quá đông luôn. Trời ơi, hai người kè luôn hả? Kè luôn. Quá dữ. Uống miệng bia vô trong băng. Làm ổng ổng đi đường kia. Rồi. Chưa tới rúng hả chú phụ? Đó. Ôi, mây cho đó đẹp quá trời. Chị. Mây kìa. Oh. Đây là... Trời, cái móng của ông hồi bự vậy nè. Nếu mà leo lên trên đó là phải bỏ giày ra. Đây nè, đứng ở đây nè, đây là chúng ta sẽ được lên đây đứng để xem ông Di Lặc trực tiếp. Nếu mà tương lai thì Quang sẽ lên cố gắng mà xây được lên cái miệng của ông trên kia. 5 năm trước á, em đi trên đây em nói là dạ, em nói là em một ngày đó em sẽ lên được trên đây, và cuối cùng nay lên được rồi nè, hạnh phúc quá. Lên chứ. Đây là leo nha.
vô rồi đi lên. chúc mừng lên được tượng Di Lặc. Đây vô rúng rồi nè, hàng dễ vỡ quá vui. Đây là gồm có sư phụ là nghệ nhân và cái điêu khắc gia là xây nên bức tượng Di Lặc này, đồng thời có những anh em ở đây cũng hội ngộ, nói chung là mình vỗ tay cái đi cho vui. Trời chụp hình nha. Đây là cái lúc mà quay cận cảnh nhất về ngày Di Lặc trên núi Cấm. À đó, chúng ta đứng ở đây á, chúng ta nhìn nè. Gặp xa hơn nữa nè, đây. Đây là ngón tay nha. Review luôn cho cả nhà xem, đây là ngón tay. Ngón tay là móng tay, ngón tay móng tay. Đó. Đây. Nhìn lên. Rõ ràng chưa? Còn đây là rốn. Rốn là được ngồi được hai người. À. Vào trong cái rốn là có tiền đó. Có tiền đó. Có tài có lộc đó. Quá giải tiền theo tâm tay được. Hàng năm. Mà đâu phải ai cũng vào được cái rốn này đâu. Rồi, phải đầy đủ cái phước đầy đủ. Dạ. Quá đẹp luôn ha. Ngày làm có hai nấm đồng tiền rồi. Trời ơi nhìn nè, nhìn cảnh cảnh nè, ngày cười nè. Anh ơi đẹp quá, sư ông sư phụ làm mà quá hoan hỷ luôn. Đẹp không cả nhà, cảnh cảnh như thế này nè, có nét chưa? Chị không có nét cho tôi à. Quá đẹp luôn. À có cái vũ hoa của ngài nè, sao ông làm vũ hoa của ngài nè, cũng giống thiệt luôn á. Sâu chuỗi cũng to lắm nha. Đó. Dạ. Đây nhìn xuống dưới. Đây là lần đầu tiên lên đây luôn hả? Lần đầu tiên lên dạ. Bên kia là bầu bò hông, bên này là tụ tụ khí ở đó quá nhiều à. Quá đẹp luôn. Hiện tại thì Quang đang có mặt tại đứng trên tượng Di Lặc. Nói chung là rất là vui khi hôm nay được quay một cái thước phim mà được đi vào bên trong và cái rốn coi vậy Lặc với số anh em ở đây. Vui quá, chào loài cũng vui chứ nè. Đó, đây là phía sau lưng Quang là ngài Di Lặc ha. Quá đẹp luôn. Cảm ơn cả nhà đã luôn dõi theo Quang để hôm nay Quang có cơ hội đi đến đây, đứng trên đây để truyền tải những năng lượng rất là tích cực. Tại vì ngày Di Lặc á là ngày luôn hoan hỷ, luôn vui tươi, và hôm nay được đứng ở đây để chia sẻ và nói chuyện như thế này Quang rất xúc động kinh khủng khiếp luôn á. 5 năm trước á, hứa là một ngày nào đó Quang sẽ lên đây và cuối cùng Quang đã được lên đây. Hơi tối nha mọi người. Hoan hỷ nha, tại vì cái góc máy á, phía sau mặt trời lên á, cho nên quay cái này thì chiếu lên cho nên nó hơi bị tối. Đây, nhưng mà cũng ok á. Cái bàn chân của anh nè. Hôm nay thì Quang đang được ngồi trong rốn của ngài Di Lặc Vương Phật. Nghe nói là khi mà ngồi ở đây á, thì cũng có một phần nhỏ về phước báo, may mắn, và mỗi năm nếu mà người ta hữu duyên á, người ta sẽ được ngồi vào đây để được hoan hỷ, an lạc, bình an và tiếp thêm một cái nguồn năng lượng rất là tích cực từ ngày Di Lặc Vương Phật. Và hôm nay á, là một ngày rất là vui để kỷ niệm 20 năm xây bức tượng này và 10 năm đạt được cái thành tích gọi là đứng đầu cho những pho tượng đạt cưới lực của châu Á luôn. Cho nên con thấy rất là vui khi được ngồi ở trong đây được chia sẻ như thế này. Rồi, con mình quan trên đây thôi, giờ con xuống nha. Rất là vui á. Vui lắm cả nhà ơi. Này đây nè, nó phải trượt xuống đây. Ngồi trượt xuống. Đây là cái bàn chân lật ngửa lên của ngài. Thiền định mà nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đây bàn chân lật úp của ngài. Nhìn lên, mỗi sâu chuỗi rất là to luôn nè. Cảm ơn ngài nha, con đã hạnh phúc và con đã thực hiện được mơ của mình 5 năm trước rồi. Con nói một ngày con sẽ vô rúng của ngài thì hôm nay con đã làm được rồi. Nói chung hạnh phúc là như thế này, ai cũng đi hết trơn, còn mình ở đây mình nói mình chia sẻ. Tuy nó vắng nhưng mà mình cảm giác nó hạnh phúc là tại vì mình được chia sẻ như thế này. Mong là cả nhà sẽ thấy được cái hạnh phúc của Quang, thấy được cái từ trường cũng như năng lượng của Quang ngày hôm nay thì sẽ hoan hỷ và an lạc. Và chúc cho cả nhà năm 2024 đạt nhiều thành công, thành tựu và vượt qua bao nhiêu là thử thách của nền kinh tế. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để có được một cuộc sống thịnh vượng.
và vui tươi. Và Quang mong là tất cả những người xem video này đều được hưởng được cái năng lượng từ trường của ngày Di Lặc. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi Quang để Quang làm được ngày hôm nay. Yeah, cho Quang nhiều cơ hội. Cảm ơn và biết ơn. Muốn khóc mà. Ok, không khóc. Ba nước lắm, ba nước giống mẹ lắm. Nói chuyện hồi là muốn cảm động, muốn khóc á. Tại vì hạnh phúc á. Người ta thì lên đây người ta vui thôi. Còn đối với Quang, Quang khóc là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cảm ơn. Đi xuống thôi, bắt công họ bị la nữa. Luôn đi sau mọi người, luôn khám phá trước đầu tiên để cho mọi người lên, sau đó cuối cùng là cái người đi xuống cuối cùng. Đó là hành trình suốt mấy năm qua. Con đi xuống đây. Con mong một ngày khi mà làm cầu thang xong con lên được miệng của ngài nha. Con đã tới một bức tượng Quan Âm là đi vào trong mắt của ngài Quan Âm, gọi là lớn, đứng và lớn nhất châu Á rồi. Thì hôm nay con lại được về đây vào rốn của ngài Di Lặc. Mong là con được lên miệng không nghe. Ông giúp đỡ con nghe không? Hoan hỷ lắm. Chú ở đây bao lâu rồi? Hai mươi mấy năm hả? Bữa nào con xin số điện thoại nha, con về đây với sư phụ con gọi nhé. Sư phụ vĩ đại quá ha, xây bức tượng tới bao nhiêu năm nhìn còn nguyên luôn á anh á. Mà anh là theo từ đầu luôn hả? Nếu hai mấy năm nay thì 20 năm trước xây bức tượng anh có đây rồi. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Chú tên gì? Anh Đen. Anh Đen, rồi chú Đen đã mở cửa cho Hoàng Châu hôm nay về đây. Cảm ơn chú Đen nhiều. Rồi người con gái xinh đẹp nhưng hôm nay không được lên tượng Di Lặc trong cuốn Di Lặc thì cảm giác làm sao? Không sao cả. Không sao cả, do đi đâu mất tiêu, cuối cùng ta lên hết rồi cô gái không lên được đây. Đây phía sau này, phía sau là ngài nè. Đó. Anh muốn để anh bìa sao nói lại giống nãy coi. Bên em đi. Ví dụ lên cái kinh của Quang Châu. Nhưng mà để anh cái hình bìa bên góc là khi vô Quang Châu là sẽ nổi anh lên. Dạ anh đẹp nhất trong đám. Anh đẹp nhất, trẻ nhất trong đám luôn. Trong nhóm. Trong nhóm. Đây là mấy anh là coi kênh Quang Châu hoài nè, đúng không? Đúng rồi. Có bốn anh em mà. Dạ. Có một người xấu quá. Còn ba thằng kia thấy ghê. Bây giờ là 12 giờ. Cũng là gần 1 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 thì Quang đang có mặt tại ngài Di Lặc ở đây và có chung say của Quang nè. Thì bây giờ người ta ngủ hết rồi, đòn ngủ Quang ra hồ Thủy Liêm. Quang quay cho cả nhà xem đây. Và thật sự không gian hiện tại chỉ có một mình Quang trên đây thôi. Đó, cả nhà thấy không? Đây. Quang lên đây cũng lâu rồi không có về đây á, cho nên bây giờ ở đây thì cầu nguyện. Nói chung là sau bao nhiêu hành trình cũng gần 5 năm trong cái hành trình đi tìm huyền bí thì bây giờ lại trở về. Nhiều cảm xúc lắm, lâu rồi không được ở Hồ Thủy Liêm tối như thế này rồi trò chuyện cùng các bạn. Hiện giờ rất là nhiều cảm xúc không biết nói như thế nào, nhưng đây Hồ Thủy Liêm của chúng ta vào buổi tối. Ít có ai mà quay cái cảnh này vào buổi tối ở trên đây đúng không? Thì hôm nay Quang quay cho cái nhà xem ha. Đó, buổi tối trên đây là như thế này, rất là thanh tịnh, lâu lâu có những chiếc xe nó chạy như thế này. Đó. Bây giờ tối luôn đúng không? Thì nói chung là không có đủ ánh sáng đâu, Quang cũng không muốn đem theo ánh sáng nữa, cứ tối tối gì mà lại thú vị. Phía sau lưng Quang á là ngài Di Lặc. Bây giờ thì không gian nó rất là nhẹ nhàng, cộng với cái thời tiết nó hơi lạnh lạnh, chắc cũng khoảng 20 độ á. Lâu lâu thì có những chiếc xe nó chạy ngang như thế này thì cũng không biết ai nói thì nói, thì mình vẫn ngồi để mình nói chuyện. Mình xây một tiếng chuông ở đó, giờ chưa có đem cái chuông xây về đây. Đây
chưa đem cái chuông xây về đủ canh, bây giờ mình đem về ha. Rồi nhắm tay không cho nó có tình cảm không, để đi tự nhiên quay bữa nay bầu trời đẹp quá sư phụ, trên nóc giống như có hồng rồng vậy hết sư phụ, hai con rồng luôn, lần qua hai ông rồng thì Vinh nổi ốc luôn kìa, trên đầu của ngài Di Lặc kìa, lần qua giáo chủ dạ. Bên đây đi sư phụ ơi. Nam tả nữ hữu. Nam tả nữ hữu. Ôi bên này đẹp quá sư phụ. Thời tiết này xuất sắc. Đi Quang Châu. Dạ cảm ơn. Dạ. Chị Lam. Ờ, đây các sư đây. Hàng dễ bở. Hàng dễ bở. Đừng để không con. Quá đẹp luôn. 20 năm rồi. Dạ. Ờ, công đức không nhau. Là cái người đầu tư xây bức tượng là đầu tiên bây giờ của Quỳnh Anh đó, Nam Long á, công ty Nam Long. Cảm ơn cô rất là nhiều. Rất là nhiều cảm ơn cô. Tượng quá đẹp luôn. Đâu có gì đâu. Dạ, nhờ cô. Đâu góp công góp sức của nhiều anh em. Dạ, đặc biệt nhất là ông Sáu là người chịu đứng, chịu nắng, chịu mưa để làm được trời lạnh giá buốt. Dạ, cảm ơn cô chú nhờ vậy mà miền Tây. Góc nhà của miền Tây mình lại có một bức tượng tới bây giờ 20 năm vẫn vĩ đại và đẹp như vậy. Cảm ơn cô rất là nhiều. Càng ngày phải càng đẹp con. Quê đây mà. Dạ. Ông Thi Lam cũng quê đây mà. Dạ đúng rồi. Con đi theo sư phụ là con cũng quay sư phụ gần nửa năm nay thì sư phụ giới thiệu con quay rất là nhiều đề tài hay. Dạ. Con làm bên Phật Pháp. À dạ. Dạ. Con làm bên con tỉnh Quảng Châu. YouTube quê Quảng Châu á. Dạ. Dạ. Con quay về Phật Pháp. Quay về quyền bí núi cấm nè. Dạ. Con lên qua không sao? Dạ có gì con cô liên hệ ha. Dạ. Làm cái 20 năm này được không sao? Quá tốt. À, tức là 20 năm rồi 30 năm sinh nhật mà. Sinh nhật. Phải tròn tròn ha, thấy không ha? 30 năm gì? 30 năm. 30 năm làm lần. Sinh nhật Di Lặc lần 30. 10 năm nữa. 10 năm nữa. Thank you.
thôi giới thiệu được như đủ rồi. Đi xuống nha. Đủ rồi, giới thiệu như vậy đủ rồi.